là địa bàn triển khai nhiều dự án trọng điểm của thành phố. Năm 2021, huyện Hòa Vang xác định công tác giải phóng mặt bằng các dự án là nhiệm vụ trọng tâm. Khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, huyện đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, sớm bàn giao mặt bằng cho dự án thi công. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đi qua 5 xã Hòa Khương, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Ninh và Hòa Liên với tổng chiều dài hơn 19 km, công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai phía Tây hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn dự án có hơn 1.600 hồ sơ giải tỏa, thì đến nay đã bàn giao hơn 1.400 hồ sơ, bao gồm 211 hồ sơ đất ở và hơn 1.200 hồ sơ đất nông nghiệp. Cây cầu qua quốc lộ 14B hiện cũng đang bước vào giai đoạn nước rút. Đối với Hòa Khương thì có khoảng là gần 600 hồ sơ liên quan đến đất ở và đất nông nghiệp. Thì trong thời gian qua thì địa phương đã tổ chức phối hợp với các đơn vị, đặc biệt ở địa phương là tổ chức thành lập một cái tổ vận động tuyên truyền và giải thích có chế độ chính sách liên quan đến công tác giải tỏa đền bù và các bố trí định cư cho đối với người dân. Thì qua việc triển khai thực hiện thì người dân chấp hành rất là tốt. Hiện tại trên địa bàn chúng tôi trong thời gian này thì địa bàn Hòa Khương thì chỉ còn có một hộ chưa bàn giao mặt bằng thôi, còn tất cả các hộ trong lòng tiến độ bàn giao mặt bằng. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2021 trên địa bàn huyện Hòa Vang triển khai 62 dự án, trong đó có 19 dự án trọng điểm động lực. Ngoài dự án đường vành đai phía Tây thì có 4 dự án trọng điểm khác huyện cam kết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay là dài bến nước Hòa Liên, tuyến đường vành đai phía Tây 2, đường ven sông Tuyên Sơn, Tuyên Loan và tuyến đường DH2 từ Hòa Nhơn đi Hòa Sơn. Đối với xã thì mình tổ chức tiếp dân, một là mời các hộ dân về ủy ban xã để thực hiện tiếp. Thì cái thành phần tiếp mình mời đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận và các hội đoàn thể cùng tham gia công tác tiếp dân, vận động, giải thích để người dân hiểu và chấp hành chủ trương. Những trường hợp nào nó vướng ở thực tế thì mình cũng thành lập đoàn xuống kiểm tra thực tế để mình có một cái nhìn nhận rồi đề xuất phù hợp chính đáng của người dân. Như bây giờ nó còn nhiều đoàn như vậy, toàn trắng cứ 100 mét, đoàn 100 mét có, đoàn 200 mét có, rồi có thể là vướng mặt bằng, có thể là vướng do không lưu lên người ta cho làm. Thế nhà trong cũng mong là những cái này thì cũng có cơ quan địa phương cũng hỗ trợ thêm, thuyết phục người dân để làm sao để cho nhà thầu triển khai được những phần còn lại cho nó sớm hoàn thành nhiệm vụ của nhà thầu để bàn giao công trình và sử dụng. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, trong tổng số hơn 3.700 hồ sơ giải tỏa tại các dự án, đến nay huyện đã bàn giao mặt bằng gần 1.700 hồ sơ, tỷ lệ giải ngân vốn giải tỏa đến ngày 30 tháng 9 đạt 50% kế hoạch, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện nay, Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang tiếp tục tổ chức tiếp dân, giải quyết các kiến nghị của các hộ giải tỏa, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động để sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án triển khai thi công.